Đường Như Hễ bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng. Sáng ngày 18 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở công an xảy ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2014. Tám giờ sáng ngày 18 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Và tại phiên tòa, bị cáo là Nguyễn Xuân Đường, hay còn gọi là Đường Nhuệ, sinh năm 1971, trú tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, hiện đang bị tạm giam, và bị hại là anh Mai Thế Duy, sinh năm 1988, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Đúng 8 giờ thì xe chở phạm nhân đưa bị cáo Nguyễn Xuân Đường vào phòng xử án. Phóng viên chỉ được phép ngồi ở phòng dành cho báo chí và sóng viễn thông thì bị phá. Và theo ghi nhận của phóng viên tại Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình, rất đông các cán bộ công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông được điều động đến để làm nhiệm vụ. Người dân địa phương cũng có mặt từ sớm để theo dõi vụ việc. Tuy nhiên thì không được vào bên trong nên phải đứng ở vỉa hè. Đúng 8 giờ 15 phút thì phiên xét xử bắt đầu. Tòa tiến hành xét hỏi nhân thân bị cáo và phổ biến nội quy phiên tòa cho những người có mặt tại phòng xử án nắm được. Và khi được hỏi về luật sư bào chữa cho mình, thì bị cáo Đường Nhuệ nói có mời luật sư bào chữa, nhưng đến phần tranh luận sẽ không cần luật sư tham gia để tránh mất thời gian cho tòa. Và lý do bị cáo Đường Nhuệ đưa ra là do bản thân đã biết rõ những lỗi lầm mà mình đã gây ra. 9 giờ 20 phút thì luật sư bào chữa hỏi Nguyễn Xuân Đường, anh đã hiểu rõ hết hồ sơ vụ án hay chưa? Và trong hồ sơ vụ án, chúng tôi đã thu thập được rất nhiều tài liệu chứng cứ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của anh trong ngày hôm nay. Luật sư mong muốn bị cáo hãy suy nghĩ về việc không muốn luật sư tham gia bảo chữa cho mình ở phần tranh luận tại phiên tòa. Bị cáo Đường Nhuệ trả lời, bị cáo không hiểu rõ lắm về pháp luật, nhưng trong phiên tòa ngày hôm nay thì bị cáo xác định bị cáo làm sai đến đâu thì sẽ chịu đến đó. Bị cáo không muốn luật sư bảo chữa cho mình tham gia trong phần tranh luận vì không muốn làm mất thời gian của hội đồng xét xử. Luật sư bào chữa hỏi lại, bị cáo đã suy nghĩ chắc chắn về việc không muốn luật sư tham gia bào chữa cho mình trong phần tranh luận hay chưa? Bị cáo Đường Nhuệ vẫn khẳng định không muốn luật sư tham gia bào chữa, tham gia phần tranh luận để tránh mất thời gian. Và trả lời câu hỏi của luật sư về lý do đánh Duy, thì Đường Nhuệ cho biết bị cáo hành động theo phản xạ. Bị cáo đánh người trong trường hợp bị kích động. Bị cáo đã thành khẩn khai báo. Và đến giờ phút này thì bị cáo cảm thấy rất ân hận về hành vi của mình. Bị cáo có nhờ người thân đến nhà gặp nhưng không biết gặp được mấy lần. Hội đồng xét xử tiếp tục đặt câu hỏi, trước khi bị bắt, bị cáo và gia đình sống tại địa phương có tham gia tình nguyện hội chữ thập đỏ hay không? Đường Nhuệ trả lời, khoảng 4-5 năm nay thì gia đình bị cáo có làm từ thiện rất nhiều và có đóng góp. Nhưng quan điểm của bị cáo, những việc mình làm trong tâm không nhất thiết phải nói ở tòa. Và trong thời gian qua, bị cáo cảm thấy những hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên rất ân hận. Bản thân là con người, dám nói dám làm nên bị cáo cảm thấy mình đã sai. Và hôm nay đứng trước tòa thì bị cáo muốn nói xin lỗi Duy. Và lời nói thì xuất phát từ trái tim mình, bị cáo Đường Nhuệ nói trước hội đồng xét xử. Luật sư bào chữa đề nghị hội đồng xét xử căn cứ vào hiến pháp, mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật. Hiện thân chủ đã bị khởi tố rất nhiều tội, thân chủ sẽ phải chịu trách nhiệm. Luật sư bào chữa mong hội đồng xét xử ghi nhận về hành vi thành khẩn khai báo, đồng thời xem xét việc bị cáo không muốn luật sư bào chữa vì sợ làm mất thời gian của hội đồng xét xử. Tuy nhiên, thì theo quy định, hội đồng xét xử vẫn sẽ sẵn sàng lắng nghe, không hạn chế thời gian. Việc đề nghị này là không đúng quy định của pháp luật. Một lần nữa thì luật sư mong muốn bị cáo suy nghĩ lại về việc này. Và trước hội đồng xét xử, thì Đường Nhuệ vẫn nêu quan điểm là không muốn luật sư bào chữa, tham gia phần tranh luận của mình làm gì cả. 9 giờ 40 phút thì trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa, Nguyễn Xuân Đường cho rằng đàn em của mình không ai ăn trộm ăn cắp và nghe những lời vu khống. Bị cáo cảm thấy rất bức xúc. Sự việc xảy ra gần 6 năm rồi, giờ cũng không chứng minh được ai lấy, thế là vu khống, Đường Nhuệ nói trước hội đồng xét xử. 9 giờ 45 phút, thì hội đồng xét xử yêu cầu luật sư Lê Hồng Hiền, người bảo vệ quyền lợi hợp ích hợp pháp của bị hại đặt câu hỏi. Luật sư bên phía bị hại, bị cáo có mâu thuẫn gì với anh Duy hay không? Bị cáo Nguyễn Xuân Đường trả lời, không, trong lúc bức xúc, xô đẩy với chị Lý, thì bị cáo đánh theo phản xạ mà thôi. Luật sư Lê Hồng Hiền tiếp tục đặt câu hỏi,
vì sao trước đây bị cáo có hành động khắc phục hậu quả mà lại không thành khẩn khai báo ở thời điểm đó. Bị cáo Nguyễn Xuân Đường trả lời, ngày hôm nay thì bị cáo đến hội đồng xét xử và xin thành khẩn khai báo và nhận lỗi. Luật sư Lê Hồng Hiền tiếp tục đặt câu hỏi, và theo như phần xét hỏi trước đây, bị cáo và chị Giang không có mối quan hệ từ trước, nhưng bị cáo giúp đỡ rất nhiệt tình, đi tìm nhà bà Lý giúp chị Giang, thì liệu có hợp lý hay không? Bị cáo Nguyễn Xuân Đường trả lời, có người nhờ nên bị cáo giúp đỡ trong khả năng của mình mà thôi. 10 giờ 30 phút thì luật sư bào chữa cho bị cáo hỏi bà Lý. Trước đây thân chủ tôi nhờ luật sư gửi lời xin lỗi đến bà và anh Duy. Nhiều lần tôi cũng đến nhà gửi lời xin lỗi nhưng bà không nhận. Giờ thân chủ tôi cũng đã gửi lời xin lỗi tại phiên tòa. Đồng thời tôi muốn thay mặt thân chủ tôi để bồi thường thiệt hại đến bà và anh Duy. Tôi mong bà hãy nhận nó và sự xin lỗi của thân chủ tôi. Bà Lý nói trước tòa, hai mẹ con tôi mong muốn tìm ra sự thật, tìm ra công lý trong nhiều năm qua. Tuy nhiên thì đại diện luật sư bày tỏ thiện chí thành khẩn như vậy. Tôi xin thay mặt con và tôi xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Gia đình tôi xin giảm nhẹ là do đạo đức, còn các tình tiết xem xét giảm nhẹ ra sao thì phải nghe theo hội đồng xét xử. 10 giờ 40 phút thì luật sư bào chữa cho bị cáo bày tỏ mong muốn bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng và hỏi bà Lý có đồng ý nhận số tiền bồi thường này hay không. Bà Lý trả lời trước hội đồng xét xử, tôi ghi nhận tấm lòng của bị cáo và không có đề xuất gì nữa, và xin quý tòa giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 10 giờ 45 phút trước hội đồng xét xử thì luật sư bào chữa cho bị cáo Đường Nhuệ xin hội đồng xét xử cho phép trao số tiền 100 triệu đồng cho bà Lý trước tòa. 11 giờ hội đồng xét xử hỏi Đường Nhuệ có đồng ý với việc luật sư là bồi thường 100 triệu đồng cho bị hại hay không. Đường Nhuệ trả lời trước tòa, bị cáo rất đồng ý với khoản bồi thường này cho bị hại. Tuy nhiên thì bị cáo xin không được giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận. 11 giờ 10 phút thì hội đồng xét xử yêu cầu đại diện viện kiểm sát luận tội bị cáo Đường Nhuệ. Đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo là côn đồ và coi thường pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe của bị hại, gây mất trật tự an ninh xã hội và cần xử lý nghiêm minh theo đúng quy định. Đại diện viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. 11 giờ 20 phút thì bị cáo Đường Nhuệ yêu cầu hội đồng xét xử cho phép luật sư bào chữa của mình sau phần luận tội của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình. 12 giờ thì hội đồng xét xử nghị án. 12 giờ 50 phút thì hội đồng xét xử tuyên án. Hội đồng xét xử nhận định quá trình điều tra truy tố xét xử, bị cáo khai nhận phù hợp với lời khai của bị hại cũng như những người làm chứng khác, và từ những tài liệu chứng cứ khác cũng như báo cáo của công an phường Trần Lãm, giám định pháp y đã khẳng định tại phòng tiếp dân do mâu thuẫn với bà Lý thì bị cáo đã dùng úp bàn tay trái đánh vào mặt anh Duy và làm anh này tổn thương 15% sức khỏe. Bị cáo là người được đào tạo về võ thuật, từng gây rối và chỉ vì mâu thuẫn với mẹ đẻ của anh Duy mà đã ra tay hành hung là thể hiện sự côn đồ. Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Nguyễn Xuân Đường phạm tội cố ý gây thương tích. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội và xâm phạm tới sức khỏe của người khác, làm giảm lòng tin của người dân với cơ quan pháp luật và bức xúc cho nhân dân, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm và buộc bị cáo phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội để giáo dục. Và Đường Nhuệ thì không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 13 giờ 15 phút, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đường Nhuệ 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và thời gian áp dụng hình phạt tính từ ngày 3 tháng 4 năm 2020. Ngoài ra thì bị cáo Đường Nhuệ phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường sức khỏe cho anh Duy 100 triệu đồng.